Thưa quý vị, tiếp nối thành công của dòng sản phẩm nhà thông minh và cá tính iHome tại Gò Vấp. Mới đây ngày 12 tháng 3, công ty ngôi nhà thân yêu iHome, thành viên của tập đoàn City Group, tiếp tục tung ra thị trường dự án khu căn hộ iHome tại xa lộ Hà Nội ngay cửa ngõ phía đông Sài Gòn với giá bán chỉ từ 850 triệu đồng một căn 2 phòng ngủ. Khu căn hộ iHome nằm ngay mặt tiền xa lộ Hà Nội, nối liền ga metro số 10, ngay gần giao lộ giữa xa lộ Hà Nội và đường vành đai số 1. Tương lai sẽ trở thành một vòng xoay quy mô lớn. Từ đây sẽ có thể dễ dàng kết nối đại lộ Phạm Văn Đồng phía Bắc đại lộ Mai Chí Thọ phía nam và cũng thuận tiện đi vào đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành dầu dây đi xa hơn. Chính vì thế, vị trí dự án được coi là rất chiến lược về vị trí. iHome xa lộ Hà Nội do công ty ngôi nhà thân yêu iHome, thành viên của tập đoàn City Group đầu tư. Dự án có tổng diện tích hơn 18.000 m2, bao gồm 4 block tòa nhà từ 15 đến 20 tầng. Các căn hộ có diện tích vừa phải từ 55 m2 đến 75 m2. Trong đợt mở bán này, iHome tung ra thị trường 300 căn hộ đầu tư, các căn 2 phòng ngủ có giá chỉ khoảng từ 850 triệu đồng một căn. Những khách đặt cọc đầu tiên ngay tại buổi mở bán được chiết khấu lên đến 6%. Dự án này cũng nằm trong nhóm được hỗ trợ vay vốn mua nhà từ gói 30.000 tỷ đồng với lãi suất 5% một năm. Đây là dự án xây dựng theo mô hình cộng đồng trẻ với nhiều khu vực sinh hoạt chung cho cộng đồng cư dân, bên cạnh các tiện ích nội khu từ siêu thị, hồ bơi, nhà trẻ, khu thể thao. Đồng thời từ đây có thể thuận tiện đến các khu mua sắm, làng đại học và các khu du lịch lân cận iHome là thương hiệu mới lạ về căn hộ thông minh và cá tính, được thiết kế dành cho một thế hệ trẻ thời công nghệ. Trước đó, chủ đầu tư là công ty ngôi nhà thân yêu iHome cũng đã bán thành công dự án tương tự tại Gò Vấp, cũng theo mô hình nhà vừa túi tiền nhắm đến người có nhu cầu ở thực.